cỡ này rồi. Cỡ này cỡ là 20 x 6 inch, nghĩa là 5 cm nhân 15.2 cm. Cái này là mình phải lưu ý nha, khi mình vào cài đặt máy in, mình vào setting này, vào phần printing này, printing nhé, sau đó mình vào phần cấu hình máy in này, configuration printer này, mình chọn máy in range 1 nhé. Tất nhiên là máy DS range 1 trong mút này phải nằm để mặc định default. Rồi mình vào phần reference này, phần advanced này, sau đó thì cái phần này bao giờ thế hay in cắt mình phải enable lên đấy. Nói chung phải mình cái này mình ngay bây giờ là đấy là cái sau mình lưu vào đấy phải bật. Ok rồi, bây giờ còn cái máy ảnh. Rồi, máy ảnh thì mình cài đặt máy ảnh thì đây vào tool này, thì đối với cái dùng cái flash này thì lưu ý là cái máy này máy của mình máy 750D đấy, tốc độ chụp thường là phải 1:1/60 thì nếu mà để nó bắt được nét nhanh thì này tốt nhất mình cứ để 125 đi, độ mở ống kính mình để 13, khẩu ISO để 200 vì mình để ấy. Còn cái mà cân bằng trắng mình để auto. Đấy. Thông xoang nắng tích volume này, bóng flash, đèn flash, đấy dụ mình thử đèn flash xem nhỉ nhé. Ok. Mới sáng đúng không? Trả lại đi. Ok đó. Trong này nhiệt độ màu nó khó, bên đầu đi. Em mình để chế độ auto đi. Đây này. Đây là ánh sáng 6500 độ K. Rồi để auto đây. Nhanh quá. Ok, auto này. Thấy ở trên tôi chỉ là chưa. Thôi đấy nhỉ. Ok. Đây mình để chế độ đây. Khoảng cách 1,8 m. Thì được đấy. Nó gần hơn sáng tháng tùy. Okay. Rồi.